cháu lớp 10. Bây giờ chú Minh thì sẽ bắt đầu độ cho các cháu lớp 10 về cái phần chương cực kỳ khó, đó là phần halogen. Thì cái phần lý thuyết thì chú Minh đã dạy rất là kỹ ở bên trong cái khóa học của chú Minh rồi. Thì bây giờ thì chú Minh sẽ hướng dẫn cho các cháu về cái phần tóm tắt lý thuyết thôi nhá. Bạn nào muốn đăng ký khóa học nào? Ok ạ. Nào mình có này, và phần lý thuyết này, một số tính chất chung của nguyên tố nhóm halogen thì nó đều có tính oxy hóa mạnh. Cái này là tính chất chung nhất của nhóm halogen nhá, nó đều có tính oxy hóa mạnh này, độ mạnh giảm dần theo dãy này, có nghĩa là fluor mạnh nhất rồi đến clo rồi đến bromiốt. Cái này chúng ta đã được học ở trong cái chương số 2, chương bạn tuần hoàn rồi đúng không? Tính khử tăng dần, chính xác, bởi vì tính oxy hóa mà giảm thì tính khử nó sẽ tăng, thấy chưa? Đây, vì vậy các halogen mạnh, quan trọng halogen mạnh đẩy halogen yếu ra khỏi dung dịch muối halogen luôn. Ok nhá. Trường hợp 1, một halogen phản ứng một dung dịch muối đây. Clo đẩy được brom ra khỏi muối của nó. Clo cộng với NaBr để tạo thành NaCl cộng brom. Được chưa? Để chỗ này chúng mình đã chia dạng rất là kỹ ở chỗ này bạn này. Trường hợp số 2 là hỗn hợp halogen phản ứng với một dung dịch muối. Clo và brom tác dụng với dung dịch Na(Y). Đấy thì mình sẽ có phương trình là clo cộng Na(Y) tạo thành NaCl cộng Y2 và brom cộng Na(Y) tạo thành NaBr cộng Y2. Ok chưa? Sau một, được chưa? Trường hợp số 3 là halogen phản ứng với hỗn hợp muối. Thì mình có là clo tác dụng với hỗn hợp gồm NaBr và Na(Y). Thì các phản ứng này xảy ra theo thứ tự là clo sẽ tác dụng với Na(Y) trước rồi clo mới tác dụng với NaBr sau. Ok chưa? Tiếp tục là các hydro halogen nua hay còn được viết tắt là HX. Khi hòa tan vào nước thì tạo thành axit halogenic. Các cháu lưu ý chỗ đoạn này này. Độ mạnh của axit thì tăng dần theo dãy, HF là yếu nhất, HI là mạnh nhất. Được chưa? Nhớ nhá. HCl yếu hơn HF nhỏ hơn HCl, yếu hơn HBr và yếu hơn HI. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi vào phần chia dạng bài tập luôn. Thì hôm nay nhá, chú Minh sẽ hướng dẫn cho các cháu làm hai cái dạng bài tập, là dạng bài tập số 1 và dạng bài tập số 2. Dạng bài tập số 1 là bài tập về tính chất của halogen. Được chưa? Và dạng bài tập số 2 là dạng bài tập về tính chất của axit halogen hydric hay còn được gọi là HX. Được chưa? Anh em sẵn sàng nhá, lấy máy tính, máy bút ra, bắt đầu cùng làm với chúng mình. Ok ạ. Bắt đầu chiến đấu rồi. Không chờ đợi gì nhiều nữa. Bắt đầu chiến đấu. Ta vào cái phần mà chia dạng bài tập về các tính chất của halogen thì mình có cái bài số 1 là cho 0,012 mol sắt vào 0,02 mol clo. Thì phải là Fe cộng với clo thì ngay lập tức nó tạo thành là FeCl3, nhớ cái phương trình này nhá, phải nhớ cái phương trình này. Được chưa? Thế thì ở đây mình sẽ có này, số mol của sắt ban đầu đề bài cho chúng ta là 0,012. Số mol clo đề bài cho là 0,02. Bây giờ mình phải cân bằng phương trình này. Đặt chỗ này là 2. Vậy đây mình có 2 sắt. 2 nhân 3 là 6 clo. 6 chia 2 bằng 3. Được chưa? Hoàn toàn đây bây giờ chúng ta phải xem thằng nào hết, thằng nào dư nhá. 0,012 mà chia cho 2. 0,006. 0,02 chia 3. 0,02 chia 3 cái máy tính rồi. Không phẩy không hai bằng 0,066. Vài ngày lớn hơn. Điều này chứng tỏ là clo dư. Được chưa? Cái dấu này của chú Minh thì là suy ra cái này là clo dư nhá. Clo dư vậy phản ứng là tính theo sắt 0,012. Suy ra clo là 0,012 nhân 3 chia 2 được không ạ? Đừng chéo nhá. Đừng chéo nhá. 0,012 này nhân 3 này chia 2 này thì bằng 0,018. Vậy suy ra đúng là clo dư thật 0,002 và sắt hết. Được không ạ? Vậy ngay lập tức chúng ta sẽ suy ra được số mol của FeCl3 0,012 nhân 2 chia 2 thì nhìn nói chưa? Thì bằng 0,012. Vậy tới đây mình tìm được số mol của FeCl3 cuối cùng sau phản ứng là 0,012. Mà đề bài nói là khối lượng muối thu được. Vậy khối lượng muối chúng ta là FeCl3. 0,012 nhân mở ngoặc đơn 56 cộng 35,5 nhân
nhân 3 thì bằng 1,95 gram. 1,95 gram. 1,95 gram, vậy thì đáp án đúng của chúng ta. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Nó là đáp án C nhá. Nó là đáp án C. Ok chưa? Câu số 1 của chúng ta đáp án đúng là đáp án C. Cả nhà hiểu rõ chưa? Ok nhá. Mình sang câu tiếp. Câu số 2. Sang câu tiếp câu số 2 nhá. Mình sang câu tiếp theo câu số 2. Câu số 2. Cho 1,12 lít halogen X2. X2. Số mol này 1,12 mà chia 2,4. 1,12 chia 2,4 được không ạ? Bằng 0,05 mol nhá. 0,05 mol. Tác dụng vừa đủ với kim loại đồng thì thu được 11,2 gam CuX2. 11,2 gam. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có số mol anh này là 0,05 nhá. Cân bằng phương trình luôn rồi đúng không? Phương trình là cân bằng luôn rồi. Thì theo đường chéo này 0,05 này nhân 1 này chia 1 này thì bằng 0,05 không? Được chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có phân tử khối của anh CuX2 bằng là 11,2 chia 0,05. 11,2 mà chia 0,05 thì bằng 224. Ok chưa? 224. Mặt khác chúng ta có phân tử khối của CuX2 thì có phải bằng 64 cộng với 2 nhân x không? Thì nó có phải bằng là 224 không? Vậy tới đây mình tìm được x bằng 224 trừ 64 chia 2 bằng 80. Được chưa? 80. X bằng 80 thì mình có nguyên tử khối của iốt thì bằng 127. Clo thì bằng 35,5. Brom thì bằng 80, vậy là ngay tức mình chọn ngay được cái đáp án đúng của chúng ta, nó là đáp án D đúng không? Brom D 80. Rất rất dễ luôn nhá. Câu số 3. Cho 10,8 gram một kim loại M. 10,8 gram một kim loại M. Tác dụng với khí clo thì thấy tạo thành muối clorua kim loại MClN chưa biết 53,4 gam. Được không ạ? Xác định tên kim loại M. Thế thì cái câu này có rất nhiều cách làm. Thế thì bây giờ chúng mình hướng dẫn cho cháu một cái cách làm. Nha, chúng mình đặt số mol kim loại M là A được không? Thì ngay lập tức chúng mình suy ra được số mol của MClN cũng là A đúng không? Vậy hoàn toàn chúng mình có, chúng mình sẽ có này, phân tử khối, nguyên tử khối kim loại M có phải là bằng 10,8 chia A không? Được không ạ? Còn này, phân tử khối của MClN có phải bằng là 53,4 chia A không? Được không ạ? Mặt khác phân tử khối của MClN có phải chính bằng là nguyên tử khối của M cộng với lại 35,5 nhân N không? Thì nó bằng là 54, 53,4 chia A. Mặt khác mình có nguyên tử khối của M là bằng 10,8 chia A cộng với 35,5 nhân N thì bằng 53,4 phần A không? Vậy hoàn toàn tới đây thì mình sẽ có 53,4 trừ đi 10,8 thì bằng 42,6. 35,5N thì bằng 42,6 phần A không? Được chưa? Hay nói cách khác thì suy ra mình có 42,6 mà chia cho 35,5. 1,2N thì bằng 1 phần A. Đó là bằng A đúng không? Bằng A. Được chưa? Vậy bây giờ mình sẽ có là lập bảng N với A. NA. Nếu N bằng 1 thì A bằng bao nhiêu ạ? Nếu N bằng 1, A bằng 1,2. Thì ngay lập tức mình suy được M. 10,8 chia A. 10,8 chia 1,2. 9.
vứt nhá, không có anh kim loại nào có nguyên tử khối bằng 9 cả. Được chưa? Nếu N bằng 2 thì này bằng 2,4. Đúng chưa? 10,8 chia 2,4. À không phải rồi. Chỗ này bị nhầm rồi các cháu ạ. Bị nhầm rồi. Sorry cả. Số 3, một kim loại M cộng với lại clo thì tạo thành MClN. Chỗ này là 10,8. Chỗ này là 53,4. Được không ạ? Thế thì ở đây thì ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol của kim loại M là 10,8 chia M. Và số mol của MClN là 53,4 chia cho M cộng với 35,5N là này nhanh hơn. Theo quy tắc đường chéo thì mình thấy rằng là số mol hàng này bằng nhau. Đúng không ạ? Vì đều là M mà cân bằng phương trình mà. Đúng không? Phải cân bằng phương trình ạ. Đúng không? Đây là cùng một M thì ra đây cùng một M mà. Đúng không ạ? Vậy số mol hàng này bằng nhau. Vậy mình có là 10,8 phần M sẽ bằng 53,4 phần M cộng 35,5N. Suy ra mình có này. 10,8M cộng với 10,8 nhân 35,5 bằng 383,4. 383,4N thì bằng 53,4M. 53,4 trừ đi 10,8 thì bằng 542,6M thì bằng 383,4N. Vậy từ đó mình suy ra 383,4 chia 42,6 bằng 9N thì bằng M. Được không ạ? Đấy, 9N thì bằng M. Vậy ngay tức mình có bảng này. N, M, N bằng 1, N bằng M bằng 9. Loại, không có anh kim loại nào có nguyên tử khối bằng 9 hết. N bằng 2, M bằng 18. Loại, không có anh kim loại nào có nguyên tử khối bằng 18 hết. N bằng 3, thì M bằng 27. Vậy chọn luôn 27 là anh nhôm đúng không cả nhà? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu số 4. Cho M gam đơn chất. Cho M gam đơn chất halogen X tác dụng với magie dư. M gam đơn chất halogen X2 tác dụng với magie dư. Magie dư này tác dụng với X2 này thì thu được muối là Mg X2, tại vì là han magie thì hóa trị 2, còn X của chúng ta thì hóa trị 1 mà. Thì chỗ này là 19 gam. Được chưa? Vậy bây giờ đặt số mol X2 là amon đi. Thì cái này là amon đúng không? Mặt khác cũng M gam X2 mà tác dụng với nhôm dư. Đây M gam X2 tác dụng với nhôm dư. Thì có phải tạo thành AlX3 không? Thì chỗ này là 2, chỗ này là 3. Cũng M gam X, vậy đây là amon. Thì suy chỗ này là 2, A nhân 2. 2 phần 3. Được chưa? Đề bài đây anh này thu được 19 gam muối mà anh này thì thu được 17,8 gam muối, được không ạ? Ok chưa? Vậy thì hoàn toàn đây mình có này. Mình có kết hợp cái 1 và cái 2. 1 và 2. Chúng ta sẽ được cái này ạ. Coi mình có là khối lượng của AlX3 trừ đi khối lượng của Mg X2. Được không ạ? Thì có phải chính bằng là 17,8. À, sorry ạ. Chỗ này thằng này to hơn phải trừ ngược lại chứ. Đúng không ạ? Mình có là khối lượng của Mg X2 trừ đi khối lượng của Al X3 thì bằng 19 trừ 17,8. Được không nhỉ? 19 trừ 17,8. Mặt khác này, khối lượng của MgX2 thì tính theo A, đây nó sẽ bằng là bao nhiêu đấy ạ? Số mol nhá là A nhân với phân tử khối này thì magie là 24. X chưa biết phải là 2 lần x trừ đi AlX3 là 2 phần 3. A nhân mở ngoặc nhôm là 27 cộng với 3 lần x thì bằng 19
trừ 17,8 bằng 1,2. 1,2. Vậy hoàn toàn đây chúng ta sẽ có là 24A cộng với lại 2AX trừ đi 18A trừ đi 2AX bằng 1,2. Được không ạ? Phá ngoặc ra mà. Và ở đây chúng ta sẽ có là 2 cộng 2AX và trừ 2AX biến mất. 24A trừ 18A thì bằng là 6A thì bằng 1,2. Vậy suy ra A bằng 1,2 chia 6. 0,2. Ok nhá. A bằng 0,2. Thì với A bằng 0,2 chúng ta thế vào đây. Được không ạ? Với A bằng 0,2 thì mình sẽ suy ra được là phân tử khối của MG x2 bằng 19 chia 0,2. Ta có 19 chia 0,2 bằng 95. Vậy tới đây mình sẽ có 24 cộng 2 lần x thì bằng 95. Suy ra x bằng 95 trừ 24 bằng chia 2 bằng 35,5. Được chưa? Và 35,5 thì là nguyên tử khối của anh nào? 35,5 là nguyên tử khối anh nào? 35,5 là clo. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Nha. Đáp án đúng chúng ta đáp án cho 13,44 lít khí clo. Số mol clo bằng 13,44 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,6 mol. Tác dụng với cao hát. Thì ở đây chúng ta lưu ý là các bạn đứng là clo cộng với lại cao hát thì mình sẽ tạo thành là KCl cộng với lại là KClO đúng không? Cộng H2O. Cân bằng quy trình này là 2. Được chưa? Thì đề bài nói là thu được 37,25 gam KCl. Thu được 37,25 gam KCl. Thế chúng ta tìm được số mol KCl luôn nhỉ? Yeah. Số mol KCl bằng 37,25 chia cho mẫu đơn 39 cộng 35,5 bằng 0,5 mol. Đây, cầu lo là ban đầu. Phản ứng. Thấy chưa? Sau phản ứng thì số mol của thằng KCl mình thu được là bằng 0,5 mol. Được chưa? Thế bây giờ đề bài hỏi chúng ta là dung dịch cao hắt trên thì có nồng độ là bao nhiêu? Giờ đề bài của chúng ta là dung dịch cao hắt trên thì có nồng độ là bao nhiêu? Ở đây nói là sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thế bây giờ chúng ta cũng lưu ý ạ. Cái phản ứng mà clo mà đi qua cao hắt sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nó tạo thành KCl và KClO. Đây chưa biết nồng độ là bao nhiêu nhá. Không biết là nhiệt độ cao hay không nhá. Trường hợp số 2 là cộng với lại cao hắt ở nhiệt độ cao thì nó sẽ tạo thành là KCl cộng với lại KClO3 cộng với H2O. Được không ạ? Thế thì nếu mà tạo thành như này thì mình phải cân bằng phương trình, đây là clo 0 về clo trừ 1, 1E. À, 0 lên dương 5 thì đây là 0 lên dương 5 là 5E. Vậy đây là 5, đây là 1. Vậy đây là tổng cộng là 6 KOH 3Cl2. Được không ạ? Ban đầu anh là 0,6. Phản ứng sau phản ứng, sau phản ứng KCl sinh ra là 0,5. Được chưa? Bây giờ mình phải tính theo cả hai trường hợp này, thằng nào đúng thì mới làm để chính xác được. Anh này là 0,5 nhé, phải suy ra anh này là 0,5 này. Được chưa? Vậy suy ngược ra số mol cao hắt phản ứng là 0,5 nhân 2 chia 1 thì bằng 1. Và số mol Cl2 bằng 0,5 nhân 1 chia 1 thì bằng 1, bằng 0,5. Vậy ở cái phản ứng số 1 thì clo dư là 0,1. Được không ạ? Ở phản ứng số 1 thì clo dư là 0,1. Nhá. Thế còn ở phản ứng số 2 ạ? Anh này 0,5 vậy phản ứng nó là 0,5. Được không ạ? 0,5 thì ngay lập tức suy được số mol của KOH bằng 0,5 nhân 6 chia 5 thì nó bằng là 0,6 và mình suy ra được số mol clo bằng 0,5 nhân 3 chia 5 thì bằng 0,3. Vậy ở đây phản ứng số này thì clo dư là 0,3. Được không ạ? Vậy à, bây giờ đề bài hỏi là dung dịch KOH trên thì có nồng độ là bao nhiêu? Thì mình sẽ có
Hoặc nồng độ ở theo trường hợp số 1 là 1 chia cho 2,5. 1 chia 2,5 với trường hợp số 1 thì bằng 0,4. Còn với trường hợp số 2 mà 0,6 chia 2,5 thì bằng 0,24. Đấy, mình có hai trường hợp. Vậy trường hợp nào đúng ạ? Một thằng là 0,6, một thằng là 0,4 và một thằng là 0,24. Đấy. Bởi vì ở đây đề bài nói là sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được KCl, thì KCl là đóng khung đóng ngoặc ở đây rồi. Đúng không? Đúng ạ. Thế ở đây. Đấy. Câu này mới hay ạ. Vậy chọn đáp án nào ạ? Nhá, ở đây chắc là ở nhiệt độ cao. Chúng mình đoán vậy vì ở đây khả năng cao là vi thiếu. Thì nếu mà ở nhiệt độ cao thì chúng ta theo phương trình dưới nhé. Được chưa? Phương trình dưới thì mình sẽ có là 0,6 mà chia cho 2,5. Chia 2,5 thì bằng 0,24 nhỉ. 0,24 thì đáp án đúng là đáp án B. Đấy, chỗ này là đề nó ghi thiếu rồi. Bài số 6 ạ. Bài số 6. Cho 1,67 gram hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kỳ kế tiếp thuộc nhóm 2A. Thế thì 1,67 gram hỗn hợp gồm hai kim loại hai chu kỳ kế tiếp thuộc nhóm 2A. Vậy thì đặt luôn hai kim loại này M hóa trị 2. Được chưa? 1,67 gram. Được không? Tác dụng với HCl thì thoát ra là MCl2 cộng H2. Được không ạ? Mình tìm được số mol H2 bằng 0,67 chia 2,4. 0,03 mol. 0,03 mol. Cân bằng phương trình đấy nha. Vậy ngay tức mình suy được luôn số mol của kim loại M là 0,03. Được chưa? Nhân 1 chia 1 bằng 0,03. Được chưa? Vậy ngay tức mình sẽ tìm được M trung bình sẽ bằng khối lượng là 1,67 chia cho 0,03. 1,67 mà chia cho 0,03 thì bằng bao nhiêu? 55,66. Vậy 55,66 này nó là nguyên tử khối trung bình. Anh 55,66 này lớn hơn 40. Đúng không? Và nhỏ hơn 87. Mà ta nhìn thấy 40 đây là canxi và 87 đây là strontium. Chứ nó không thể nằm giữa bari và magie được. Vì này có 9, mình có 24. Không phải nằm giữa strontium và bari được. Vì strontium 87, bari là 137. Vậy đáp án đúng chúng ta là canxi và strontium. Nhá. Đáp án đúng đáp án này. Ok ạ. Rất dễ. Câu số 7. Câu số 7 ạ. Để oxy hóa hoàn toàn. Để oxy hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3. CrCl3 0,01 thành K2CR2O4 bằng clo. Có mặt cao hết. Thì lượng tối thiểu của clo và cao hết cần phải đứng là K2CRO4 được chưa? Cộng với gì ạ? Chúng ta cùng xem nhá. Crom này crom dương 3 lên crom dương 6. Vậy clo này clo 0 thì về clo trừ 1. Thì về clo trừ 1 thì trong hợp chất nào? Thì đây mình có là crom lên crom dương 6 rồi. Vậy thì mình còn có KCl và còn có H2O. Đúng không ạ? Bây giờ mình cân bằng công trình nhá. Crom dương 3 lên crom dương 6 3E. Clo 0 về clo trừ 1 2E. Đây 3 điền đây, đây 2 điền đây. Vậy vất 2 đây, vất 3 sang đây. 2 crom. Đây mới có 1 crom thôi ạ. Đúng chưa? Vậy đây phải là 2 crom đúng không? Tiếp tục này. Giờ mình đếm clo 3 nhân 2 là 6. Cộng với 6. Vậy nó phải là 12 clo đúng không ạ? Cả nhà nhìn đúng không? Đây. 3 nhân 2 là 6, 6 6 12. Vậy đây nó phải là 12 clo. 12 kali cộng với lại 4. 12 kali mà cộng với 4 thì ở đây mình sẽ có là 12 cộng với 4 thì bằng 16, 16 kali. 16 kali, vậy suy ra mình sẽ có là 16 hydro chia cho 2 thì bằng 8. Ok chưa? Đấy nhá, cân bằng phương trình nhá.
sau khi cân bằng phương trình xong chúng ta mới giải được. Vậy anh này là 0,01 thì số mol của lo bằng 0,01 nhân 3 chia 2 0,015. Được chưa? Số mol cao hát bằng 0,01 nhân 16 chia 2 0,08. Vậy suy ra số mol khối lượng lượng tối thiểu clo cần dùng là 0,015. Được chưa? Và cao hát là 0,08. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C cả nhà nhá. Ok ạ. Câu số 8 ạ. Chất để dùng lại làm khô khí clo ẩm. Đề bài yêu cầu chúng ta là phải làm khô khí clo ẩm. Thế thì để mà làm khô khí clo ẩm ấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái chất nào đó mà không tác dụng với clo. Được chưa? Lưu ý nhá, một chất nào đó mà không tác dụng với clo thì NaOH nó tác dụng với clo rồi vứt. CaO cũng tác dụng với clo vứt, bởi vì CaO là oxit bazơ, anh này là bazơ rồi. Đúng chưa? Vậy mình chỉ còn là H24 đậm đặc và N24 khan. Đúng không? Bây giờ chúng ta còn H24 đậm đặc và N24 khan. Và lưu ý là H24 đậm đặc thì ở đây là lưu huỳnh dương 6, nó có tính xóa cực mạnh. Mà clo của chúng ta thì nó vẫn còn có tính khử nữa. Đúng không? Vì vậy nên là không thể sử dụng A nữa. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là sử dụng là tốt nhất là N24 khan. Đáp án đúng là đáp án B. Ok. Câu số 9 ạ. Nếu cho một mol mỗi chất này mà phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc thì chất tạo ra lượng khí clo nhiều nhất là. Thế thì bài này bắt buộc phải viết phương trình. Được chưa? Đây mình có này. CaOCl2 mà phản ứng với HCl đặc thì sẽ sinh ra CaCl2 cộng với clo cộng với H2O. Được chưa? Thế thì chỗ này là cần 2 nhá, 2HCl. Đây, D1. Được chưa? Vậy nếu một mol anh này thì sinh ra một mol clo. Được chưa? Anh này sinh ra một mol clo. KMnO4 xem nào. KMnO4 mà cộng với lại HCl thì sinh ra KCl cộng với MnCl2 cộng với Cl2 cộng với H2O. Mình phải viết được phương trình nhá thì mình mới làm được những câu này. Cân bằng phương trình Mn dương 7 về Mn dương 2, 7 chữ 2 bằng 5. Cl trừ 1 về Cl0, 1 nhân 2 bằng 2. Vậy vấn đề là 2, vấn đề là 5. 2Mn, 5 nhân 2 là 10, 10 cộng 4 là 14. 14 Cl. À sorry, chết chết chết, chưa 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 chưa. 2 kali đây đã. 5 nhân 2 là 10, 10 cộng 4 là 14, 14 cộng 2 là 16. 16HCl. 16 hydro chia cho 2 bằng 8. Bây giờ mới đúng ạ. Vậy với một mol KMnO4 thì mình sẽ sinh ra được clo là 1 nhân 5 chia 2 bằng 2,5. Được không ạ? Vậy là anh này là 2,5 nhá. Đấy chưa? Rồi mình sang anh tiếp K2CR27. K2CR2O7 mà cộng với lại HCl thì tạo thành KCl cộng với lại CR CL3 cộng CL2 cộng H2O. Được không nhỉ? Thì ngay tức ở đây mình có này. Crom là crom dương 6 về crom dương 3. Đúng chưa? 6 về 3 là trao đổi 3E. Clo từ clo trừ 1 về clo 0, 1E nhân 2 là 2E. Vậy vấn đề là 2, vấn đề là 3. Vất chéo. 2 crom, vậy đây là 1. Được chưa nhá? 1 nhân 2 là 2 kali, vậy là 2 KCl. Đếm clo này, 3 nhân 2 là 6, cộng với 6 là 12. 12 cộng 2 là 14. 14HCl. 14 hydro mà chia cho 2 thì bằng 7. Vậy nếu một mol K2 sẽ ra 7 thì sinh ra clo là 1 nhân 3 chia 1 bằng 3. Vậy anh này là 3, lớn hơn hẳn KMnO4 rồi. Thấy chưa? Sang MnO2 nhá. MnO2. MnO2 mà cộng với lại HCl thì có phải tạo thành là Mn Cl2 cộng Cl2 cộng H2O không ạ? Mn chúng ta là Mn dương 4 về Mn dương 2, 4 trừ 2 bằng 2 trừ 1 về 0 là 1 nhân 2 bằng 2, 2 chia 2 bằng 1 chia 1
ở đây là một, anh này là một, thấy chưa, 1 mn nhá, đếm clo này, 2 cộng với 2 là 4, 4 hydro chia cho 2 bằng 2. Vậy thì mình có này, 1 mol MnO2 thì suy ra số mol clo cũng bằng 1. Được chưa? Vậy 1 mol MnO2 chỉ sinh ra 1 mol clo thôi. Vì vậy, dựa vào cái việc mà cân bằng các phương trình phản ứng trên, người ta nhìn thấy rằng là 1 mol mỗi chất CaOCl2, K-MnO4, K2CO2 và MnO2 thì chất tạo ra lượng khí clo nhiều nhất là K2CO2. Đáp án đúng là đáp án C. Và trong mọi bài tập bây giờ chúng ta nhớ luôn cái điều này nhé. Cái lượng chất mà sinh ra clo nhiều nhất là K2CO2, thuộc luôn. Thuộc luôn là ngon luôn. Chứ đừng có đi viết phương trình này hơi lâu. Được không ạ? Chúng mình chỉ viết một lần thôi nhá, và các cháu nắm được là xong. Câu số 10 ạ. Câu số 10. Sục khí clo dư. Sục khí clo dư. Clo này lấy dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thì thu được muối NaCl và KCl. Được chưa? Đồng thời thấy khối lượng muối đã giảm đi 4,45 g. M muối bị giảm đi 4,45 g. Hỏi lượng clo đã tham gia phản ứng hai muối trên. Vậy thì với cái bài này thì bắt buộc mình phải sử dụng cái phương pháp, cái phương pháp tăng giảm khối lượng. Ở đây các cháu chú ý nhá. Đây chúng mình có cái này. Clo này mà cộng với lại M trung bình Br thì tạo thành M trung bình Cl cộng Br2. Xét về muối, để bài cho M muối giảm mà. Xét về muối, xét về muối ạ. Xét về muối thì có phải mình nhìn thấy là M trung bình Br biến thành M trung bình Cl không ạ? Có nghĩa là nếu một mol này thì sinh ra một mol này và khối lượng sẽ bị giảm. M giữ nguyên nguyên đúng không? Brom là 80. Vậy là trừ 80 cộng với lại 35,5 bằng, nó bị giảm đi bao nhiêu đấy ạ? Bốn bốn phẩy năm. Dấu âm này là để thể hiện cho cái từ giảm nhé. Dấu âm này thể hiện cho từ giảm, có nghĩa là giảm đi 44,5 g. Được chưa? Thế mà ở đây đề bài nói là giảm 4,45 g. Được chưa? Giảm 4,45. Vì đây này, một mol thì giảm 44,5 nhá. Một mol, cái cho nhìn kỹ này, một mol thì giảm 44,5. Vậy bây giờ giảm 4,45 thì tương ứng với bao nhiêu mol ạ? 0,1 đúng không ạ? Bởi vì thằng này bằng 1 phần 10 thằng này mà. Vậy là 0,1 mol m Cl trung bình. Đấy chưa? Vậy bây giờ mình có ở đây là 0,1. Bây giờ mình đi cân bằng phương trình. 2. Đúng không? Thì đây phải là 2, đây phải là 2. Vậy ngay tức mình suy được số mol sẽ là 2, 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Vậy ngay lập tức chúng ta tìm được lượng clo tham gia phản ứng với hai muối trên là 0,05 mol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ.